Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, trai cầu bằng nhân thế, gái ngồi duệ cầu lên, mà một trong những nét đẹp văn hóa của vùng đất tinh hoa Trác Việt ấy là một loại hình văn hóa thể thao đặc sắc, đó là võ sáo nhân thế Bắc Giang. Võ sáo đã được người dân ở nhân thế sử dụng từ rất lâu, trước khi nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám biết đến võ sáo như một vũ khí lợi hại. Những nghĩa quân của vị thủ lĩnh áo đen Hoàng Hoa Thám đã biến những cây sáo bằng sắt thành vũ khí, khi thì để chiến đấu, khi thì để tập hợp quân sĩ, hay làm tiếng lành để báo hiệu có kẻ thù đến. Theo thời gian và biến đổi trong hoàn cảnh mới, võ sáo ngày nay đã thực sự trở thành một môn thể thao, võ thuật, hoạt động văn hóa phong phú và hữu ích cho thanh thiếu niên trẻ, nâng cao lòng tự tin, tinh thần trường võ. Thank you.